Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel, là kênh tin tức chính thức và duy nhất của tạp chí Culture Magazine. Và sau đây là những tin tức thế giới đáng chú ý, mời quý vị đón theo dõi. Iran muốn kiểm soát tình trạng thù địch với Mỹ. Ngoại trưởng Iran tuyên bố nước này muốn kiểm soát tình trạng thù địch với Mỹ để giảm bớt sức ép và đối phó lệnh trừng phạt. Ông nhấn mạnh chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Masoud Pezeshkian là giảm hậu quả của bất đồng với Mỹ càng nhiều càng tốt, giảm bớt sức ép lên người dân và tránh phải đối diện dư luận quốc tế bất lợi. Ông bình luận rằng, dù quan hệ Mỹ-Iran đã có nhiều thù địch và nguy cơ trong những năm qua, nhiều cơ hội đã xuất hiện cho cả hai bên và Iran từng nắm bắt tốt nhiều cơ hội. Ông nhấn mạnh rằng, cân bằng chiến lược giữa hai nước đang có lợi hơn cho Iran trong vài năm qua. Dù vậy, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định ưu tiên quan hệ của Iran vẫn là các thành viên trong trực kháng chiến và những nước láng giềng cùng với Nga và Trung Quốc. Ông nói ba nhiệm vụ chính của mình trong nhiệm kỳ là lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia và danh dự tổ quốc. Iran và Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1980, lật đổ nhà vua Mohammad Reza, vốn là lãnh đạo được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn. Quan hệ giữa Tehran và phương Tây chuyển hướng tích cực với thỏa thuận năm 2015, trong đó Iran chấp nhận sự giám sát quốc tế và hạn chế mở rộng chương trình hạt nhân quốc gia. Đổi lại, Mỹ và các nước châu Âu nới lỏng nhiều lệnh trừng phạt kinh tế từng áp đặt lên Iran suốt nhiều năm. Ông Araghchi từng là thành viên quan trọng trong nhóm đàm phán của Tehran ở thỏa thuận này. Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018 sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Quan hệ Washington-Tehran trở lại vòng xoáy thù địch sau đó khi Mỹ tái áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với quốc gia Trung Đông. Trung Quốc kịch liệt phản đối lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Trung Quốc cho biết vô cùng không hài lòng và kịch liệt phản đối trước lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty Trung Quốc. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt các hành vi sai trái, đồng thời sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc. Cũng trong tuyên bố vào hôm 25 tháng 8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết động thái của Mỹ là biện pháp trừng phạt đơn phương điển hình, phá vỡ trật tự và quy tắc thương mại quốc tế, cản trở hoạt động trao đổi kinh tế và thương mại quốc tế thông thường, cũng như là đe dọa đến an ninh và sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu. Ngày 23 tháng 8, Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt toàn diện đối với gần 400 cá nhân và công ty, trong đó bao gồm các công ty đến từ Trung Quốc. Washington cáo buộc những cá nhân và công ty này có sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời giúp Moscow tránh lệnh trừng phạt. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Ustra Zeya có chuyến thăm Việt Nam và Malaysia từ ngày 25 tháng 8 tới ngày 31 tháng 8. Tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Ustra Zeya sẽ nhấn mạnh sức mạnh và sự năng động của quan hệ Mỹ-Việt nhằm đạt được các mục tiêu chung là hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Tại các cuộc gặp và quan chức cấp cao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ nhấn mạnh cam kết của Mỹ đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, bao gồm việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và phối hợp ứng phó với các thách thức toàn cầu như là buôn bán người và các tội ác xuyên quốc gia khác. Trước đó, ở Malaysia, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao và đại diện báo chí nhằm thảo luận cam kết của Mỹ đối với cải cách quản trị và hợp tác trong các ưu tiên chiến lược bao gồm chống buôn bán người và tham nhũng, cũng như là ủng hộ vai trò chủ tịch ASEAN của Malaysia trong năm 2025. Chủ tịch Fed thừa nhận đã đến lúc giảm lãi suất. Theo báo Financial Times ngày 23 tháng 8 theo giờ địa phương, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy cơ quan này sắp hạ lãi suất trong tháng 9. Phát biểu tại Hội nghị Kinh tế Thường niên Jackson Hole ngày 23 tháng 8, ông Powell khẳng định đã đến lúc điều chỉnh chính sách, hướng điều chỉnh đã rõ ràng, còn về thời điểm và tốc độ, hạ lãi suất sẽ phải phụ thuộc nhiều vào dữ liệu đầu vào, đánh giá triển vọng vẫn đang thay đổi và việc cân bằng các rủi ro. Chủ tịch Fed khẳng định cơ quan này sẽ làm mọi điều có thể để duy trì một thị trường lao động mạnh mẽ,
nhằm tiến gần hơn đến trạng thái bình ổn giá cả, đồng thời cảnh báo rủi ro lạm phát tăng đã không còn, nhưng rủi ro về thị trường lao động sụt giảm đã tăng. Ông Powell thừa nhận xu hướng giảm thuê lao động tại Mỹ trong những tháng gần đây khiến thị trường lao động hạ nhiệt đáng kể sau trạng thái quá nhiệt trước đó. Fed tin rằng điều này sẽ giúp nền kinh tế Mỹ thoát khỏi suy thoái, khi vừa đạt được các mục tiêu kiểm soát lạm phát, vừa không dẫn đến hậu quả kinh tế tiêu cực. Những tuyên bố trên là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc Fed sẽ hạ lãi suất trong kỳ điều chỉnh vào giữa tháng 9 tới. Cuối tháng 7 năm 2023, Fed nâng lãi suất lên mốc 5,25 đến 5,5%, cao nhất trong 23 năm. Mức lãi suất này đến nay vẫn chưa được điều chỉnh, bất chấp những lời kêu gọi nới lỏng tiền tệ liên tục từ chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp. Nhiều người sợ việc Fed đang phản ứng quá chậm và có thể khiến kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái. Phiên họp Fed giữa tháng 9 diễn ra chỉ 6 tuần trước khi Mỹ bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh. Mỗi ounce vàng tăng hơn 1% phiên cuối tuần khi Chủ tịch Fed bình luận đã đến lúc giảm lãi suất. Chốt phiên giao dịch ngày 23 tháng 8, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 28 đô la lên 2.512 đô la Mỹ một ounce. Nguyên nhân là đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm, sau bình luận ám chỉ giảm lãi suất tháng 9 của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong bài phát biểu tại hội nghị ở Jackson Hole vào hôm qua, Powell cho biết đã đến lúc Fed giảm lãi suất và lạm phát cũng đang về gần mức mục tiêu 2%. Đây là tuyên bố rõ ràng nhất của ông về việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Sau thông tin này, đô la index là chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn đã giảm 0,8%. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng giảm, giúp giá vàng hấp dẫn hơn với người mua ngoài Mỹ. Pat Millick, giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities cho biết, trong ngắn hạn, vàng có thể bị bán tháo và chốt lời thêm vài lần nữa. Nhưng trong dài hạn, thị trường sẽ diễn biến tốt vì Fed đang không lo ngại về lạm phát và sẽ nỗ lực giúp thị trường việc làm không xuống cấp. Nhà đầu tư hiện đặt cược 60% khả năng Fed giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9. Xác suất giảm 50 điểm cơ bản là 40%. Chứng khoán Mỹ hôm qua cũng tăng điểm sau bài phát biểu của Powell. Chỉ số S&P 500 tăng 1,1%, DJIA tăng 1,1% và Nasdaq Composite lên 1,47%. Nhóm cổ phiếu công nghệ đặc biệt hưởng lợi khi lãi suất thấp. Cổ phiếu Nvidia và Tesla đều tăng hơn 4% phiên cuối tuần. Ford Ranger thuần điện lên lịch ra mắt do chính người cũ của Tesla chỉ đạo. Vào cuối tháng 8 này, Ford đã đăng đàn công bố kế hoạch ra mắt sản phẩm tại Bắc Mỹ trong giai đoạn từ nay cho tới cuối thập kỷ 2020. Kế hoạch này bao gồm ít nhất 4 dòng sản phẩm, cụ thể là 2 bán tải, 1 xe van thương mại và 1 SUV 3 hàng ghế hybrid. Toàn bộ nhóm này ban đầu được định hướng là xe điện. Tuy nhiên, mẫu SUV cỡ lớn phải chuyển đổi thành hybrid để thích nghi với thị trường đang biến động. Trong 4 dòng xe mới, một trong 2 mẫu bán tải được kỳ vọng sẽ là bán tải cỡ trung chạy điện. Cụ thể hơn, đây sẽ là phiên bản thuần điện của Ford Ranger, dự kiến lấy tên là Ranger Lightning như Ford đã đăng ký bản quyền từ 2022. Hiện dự án này đang được Ford California phát triển. Đội ngũ hơn 100 người của Ford California hiện đang hoàn tất một khung gầm thuần điện mới dưới sự chỉ đạo của cựu kỹ sĩ Tesla Alan Clark. Ông từng là người đóng vai trò quyết định trong khâu phát triển Tesla Model Y. Dòng xe điện này đã bất ngờ lên ngôi bán chạy nhất thế giới vào năm 2023. Ford Ranger Lightning được cho là mẫu xe giá rẻ đầu tiên sử dụng khung gầm mới, với các mục tiêu nhắm tới là tầm vận hành tốt, độ đa dụng và thực tiễn cao. CEO Telegram bị bắt tại Pháp. Nhà sáng lập kiêm CEO ứng dụng nhắn tin Telegram bị bắt tại sân bay Paris Le Bourget, ngoại ô của thủ đô Paris, Pháp. OFMIN, cơ quan chịu trách nhiệm ngăn chặn bạo lực chống lại trẻ vị thành niên của Pháp, đã phát lệnh bắt Durov với cáo buộc Telegram không có đủ người kiểm duyệt, thiếu hợp tác với chính quyền. Cảnh sát tin rằng tình trạng trên cùng các tính năng mã hóa của Telegram
đã tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm diễn ra mà không bị ngăn chặn, khiến Durov có thể bị coi là đồng phạm trong các hoạt động buôn bán ma túy, bạo lực mạng, gian lận, tội phạm có tổ chức, kích động khủng bố. Durov có quốc tịch Nga, Pháp, UAE, Saint Kitts và Nevis là quốc gia vùng Caribe. Anh dự kiến ra tòa vào ngày 25 tháng 8 đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Theo một nguồn tin am hiểu về cuộc điều tra, vị CEO này dường như đã biết rằng Pháp coi anh là người không được chào đón. Anh vốn hiếm khi đến châu Âu và tránh xa các quốc gia nơi Telegram bị lực lượng an ninh giám sát. Telegram đặc biệt có ảnh hưởng ở Nga, Ukraine và các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, được xếp hạng là một trong những mạng xã hội lớn sau Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok và WeChat. Telegram hiện có 900 triệu người dùng và đặt mục tiêu đạt 1 tỷ trong năm tới. Pavel Durov, 39 tuổi, sinh ra tại St. Petersburg ở Nga. Anh sáng lập Telegram vào năm 2013, đặt trụ sở tại Dubai. Anh rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối tuân thủ yêu cầu của chính phủ về việc đóng cửa các cộng đồng đối lập trên mạng xã hội VK do anh sáng lập nhưng đã bán lại. Sau khi Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022, Telegram trở thành nền tảng chính để cả Nga và Ukraine đăng tải nội dung về cuộc xung đột và tình hình chính trị liên quan. Durov, người có tài sản ước tính khoảng 15,5 tỷ đô la Mỹ, cho biết một số chính phủ đã tìm cách gây sức ép với anh, nhưng tỷ phú khẳng định ứng dụng vẫn sẽ duy trì là nền tảng trung lập chứ không phải là công cụ địa chính trị. Đại sứ quán Nga tại Pháp nói với hãng thông tấn TASS rằng họ không nhận được liên lạc nào từ nhóm của Durov sau khi có thông tin về vụ bắt người, song họ đang thực hiện ngay lập tức các bước để làm rõ tình hình. Đại diện Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna và một số chính trị gia Nga khác đã nhanh chóng lên tiếng chỉ trích Pháp. Một số blogger Nga đã kêu gọi biểu tình tại các đại sứ quán Pháp trên khắp thế giới và trưa nay để phản đối hành động của nước này. Hà Lan cấm smartphone khi họp nội các để tránh bị nghe lén. Theo trang Netherlands Times ngày 23 tháng 8, các thành viên nội các Hà Lan sẽ phải cất điện thoại và các thiết bị điện tử của họ vào một két an toàn riêng. Ông Skouf, trước đây là người đứng đầu cơ quan tình báo Hà Lan, nhấn mạnh rằng cả các thiết bị điện tử đều có micro và các quốc gia đều quan tâm đến việc ra quyết định của Hà Lan. Bộ trưởng Nội vụ Judith Uitmark, người chịu trách nhiệm về cơ quan tình báo Hà Lan, nhấn mạnh rằng không có dấu hiệu nào cho thấy các bộ trưởng của nước này đã bị nghe lén trong những phiên họp nội các. Theo bà, lệnh cấm điện thoại của Thủ tướng Skouf là để đảm bảo an toàn và để khi nội các thảo luận thông tin bí mật nhà nước thì thông tin đó được thảo luận một cách an toàn nhất có thể. Bà cũng cho rằng biện pháp này là hợp lý trong thời điểm hiện tại, trong bối cảnh có rất nhiều vụ hack và nghe lén đang xảy ra. Dù vậy, bà cũng thừa nhận rằng biện pháp này có một số thách thức, bạn phải làm mọi thứ trên giấy một lần nữa và sẽ mất thời gian để làm quen. Ngày càng nhiều công ty Mỹ lo ngại về AI. Hơn một nửa doanh nghiệp trong nhóm lớn nhất Mỹ coi trí tuệ nhân tạo là một rủi ro, nhiều gấp 6 lần so với 2 năm trước. Iris AI là nền tảng chuyên theo dõi các công bố của doanh nghiệp lớn cho biết 56% công ty trong nhóm lớn nhất Mỹ coi AI là yếu tố rủi ro trong báo cáo mới nhất. Con số này năm 2022 chỉ là 9%. Iris AI chỉ tập trung vào nhóm Fortune 500, gồm 500 công ty có doanh thu lớn nhất Mỹ. Một số rủi ro từ AI mà các doanh nghiệp đề cập trong báo cáo tài chính là cạnh tranh tăng lên, do sẽ có công ty này tận dụng công nghệ nhanh hơn công ty khác. AI còn có khả năng tác động lên quyền con người, quyền riêng tư và việc làm, từ đó gây ra vấn đề về danh tiếng và vận hành cho doanh nghiệp. Rủi ro pháp lý và an ninh mạng từ việc sử dụng công nghệ này cũng là mối lo phổ biến của các doanh nghiệp. AI không phải lúc nào cũng vận hành như mong muốn. Các dữ liệu có thể không đủ hoặc là chứa thông tin bất hợp pháp, thiên vị, có hại hoặc là xúc phạm. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận và danh tiếng của công ty. Hãng viễn thông Motorola cho biết trong báo cáo gần đây, các doanh nghiệp ngành truyền thông và giải trí lo ngại nhiều nhất. Hơn 90% công ty ngành này, bao gồm Netflix và Disney, coi việc AI phát triển nhanh là một rủi ro kinh doanh trong năm nay.
IS nhận trách nhiệm vụ tấn công bằng dao ở Đức. Ngày 24 tháng 8, nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS lên tiếng thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công bằng dao ở thành phố Solingen, miền Tây nước Đức, khiến 3 người bị thiệt mạng. Trong một tuyên bố trên tài khoản Telegram, nhóm chiến binh này cho biết vụ tấn công được thực hiện bởi một trong những thành viên của nhóm để trả thù cho người Hồi giáo ở các vùng lãnh thổ Palestine và khắp mọi nơi. IS không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho lời khẳng định của mình và không rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa kẻ tấn công và IS. Vụ tấn công ngày 23 tháng 8, trong đó một người đàn ông sát hại 3 người và làm bị thương 8 người khác, diễn ra tại Fraunhofer, một quảng trường trung tâm ở Solingen, nơi các ban nhạc sống đang biểu diễn như một phần của lễ kỷ niệm 650 năm thành lập thành phố. Cảnh sát cho biết đang truy lùng kẻ tấn công và đã bắt giữ một thiếu niên 15 tuổi với nghi vấn nghi phạm có thể liên quan đến kẻ tấn công. Ý điều tra tội ngộ sát sau vụ đắm tàu du thuyền khiến tỷ phú Anh và 6 người bị thiệt mạng. Văn phòng công tố Termini Immers ở Ý ngày 24 tháng 8 tuyên bố mở cuộc điều tra tội ngộ sát sau vụ đắm du thuyền sang trọng vào hôm 19 tháng 8, khiến 7 người chết, trong đó có tỷ phú người Anh là Mike Lynch. Tại buổi họp báo ngày 24 tháng 8, người đứng đầu văn phòng công tố Termini Immers, ông Ambrosio Catuzio, tuyên bố cuộc điều tra không nhắm vào bất kỳ cá nhân nào. Các nhà điều tra cũng dự định trục vớt xác tàu đắm để điều tra. Ông cho biết các nhà điều tra sẽ tập trung đánh giá quy trình an toàn đối với hành khách trên du thuyền và không loại trừ các yếu tố thời tiết. Trách nhiệm có thể thuộc về tất cả các thành viên phi hành đoàn, nhà sản xuất du thuyền hoặc những người đã không chú ý giám sát. Ngoài tỷ phú Lynch, con gái của ông là cô Hannah, 18 tuổi, cũng nằm trong số những nạn nhân bị thiệt mạng khi du thuyền Bayesian dài 56 mét lật và chìm xuống biển vào rạng sáng ngày 19 tháng 8, khi đang neo đậu ở ngoài khơi Botticello ở gần Palermo. Trong số 15 người sống sót có vợ của ông Lynch, người sở hữu công ty quản lý du thuyền Bayesian, cùng thuyền trưởng là James Goodfield. Hiện lực lượng tuần duyên Ý đang thay mặt các công tố viên thẩm vấn thuyền trưởng James Goodfield cùng những người sống sót khác. Cả 15 người sống sót đều chưa bình luận công khai bất cứ điều gì liên quan đến quá trình du thuyền bị chìm. Phát hiện viên kim cương lớn thứ hai trên thế giới. Viên kim cương 2.492 carat được tìm thấy ở mỏ kim cương Karowe tại Botswana ở phía nam châu Phi nhờ công nghệ tia X cao cấp. Đây là viên kim cương lớn thứ hai phát hiện trong một mỏ khoáng sản. Mỏ Karowe nằm cách thủ đô Gaborone của Botswana khoảng 500 km về phía bắc, thuộc sở hữu của công ty khai khoáng Canada Lucara Diamond Corporation. Công nghệ tia X hiện đại của công ty đóng vai trò chủ chốt, giúp phát hiện và lấy viên đá quý khổng lồ. Interesting Engineering vào hôm 22 tháng 8 đã đưa tin, viên kim cương mới chỉ xếp sau kim cương Cullinan tìm thấy ở Nam Phi vào năm 1905. Viên kim cương Cullinan nặng 3.106 carat, được cắt thành 9 viên đá nhỏ, nằm trong bộ sưu tập của Hoàng gia Anh. Công nghệ TX truyền qua, viết tắt là XRT, mang tên Mega Diamond Recovery, viết tắt là MDR, của công ty được sử dụng để phát hiện và thu thập kim cương nguyên vẹn, lắp đặt vào năm 2017. Công nghệ này được kế để nhận dạng và bảo quản kim cương lớn chất lượng cao. Viên đá được tách ra trong quá trình xử lý EMPK, kimberlite, loại đá đặc biệt chứa nhiều kim cương. Khu mỏ này rất giàu EMPK kimberlite, đó là lý do mục tiêu chủ chốt của Lucara là khai thác kim cương. Năm 2019, viên kim cương Sowi nặng 1.758 carat được tìm thấy ở mỏ Karowe. Một phát hiện quan trọng khác từ mỏ là viên kim cương Lesedi 1.111 carat. Theo BBC, Botswana là nhà sản xuất kim cương lớn thứ hai trên thế giới, chiếm khoảng 20% tổng sản lượng. Trong những năm gần đây, nhiều viên kim cương thuộc hàng lớn nhất được phát hiện tại đây. Người đầu tiên ở Anh được tiêm vaccine ung thư phổi. Charles Rush sống tại London, trở thành người đầu tiên được tiêm loại vaccine tiên phong điều trị ung thư phổi.
nhà khoa học 67 tuổi được chẩn đoán mắc ung thư phổi khi đi khám tổng quát vào hồi tháng 5 vì huyết áp cao. Bác sĩ tiên lượng việc hóa trị và xạ trị chỉ giúp ông sống sót trong 5 năm. Tỷ lệ thành công là 35%. Hóa trị rất khó khăn, tôi không muốn làm điều đó. Vì vậy, ông lựa chọn tham gia thử nghiệm tiên phong về vaccine, điều trị ung thư phổi. Sau khi tham gia thử nghiệm, Rice cho biết loại vaccine mới khác hoàn toàn với các liệu pháp mà ông đã sử dụng trước đây. Vaccine tên là BNT116 được BioNTech sản xuất, sử dụng công nghệ mRNA tương tự với vaccine COVID-19. Mỗi tiêm sẽ đưa ra hướng dẫn để hệ miễn dịch của người tấn công tế bào ung thư. Thử nghiệm giai đoạn đầu diễn ra tại 43 điểm nghiên cứu ở 7 quốc gia. Các nhà khoa học sẽ kiểm tra vaccine có an toàn hay không. Theo các nhà khoa học, việc điều trị ung thư nên nhắm mục tiêu vào các tế bào cụ thể nhằm để lại ít tác dụng phụ. Các mũi tiêm BNT116 phần nào thỏa mãn yếu tố này. Vaccine chứa thông tin di truyền tìm thấy trên mặt tế bào ung thư phổi, từ đó dạy hệ miễn dịch cách tìm và chiến đấu với chúng. Các chuyên gia nhận định BNT116 sẽ là bước ngoặt đối với cuộc chiến chống căn bệnh hiểm nghèo này. Ung thư phổi là bệnh ung thư gây tử vong nhiều nhất thế giới. Năm 2020, toàn cầu ghi nhận khoảng 1,8 triệu ca bệnh. Căn bệnh nổi tiếng là khó chẩn đoán, thường xuất hiện muộn và khó điều trị. Số liệu cho thấy nó gây tử vong cho 4 trên 5 bệnh nhân trong vòng 5 năm, dưới 10% người bệnh sống sót sau 10 năm. Ung thư phổi không tế bào nhỏ là dạng phổ biến. Các dấu hiệu của bệnh nhân bao gồm ho không giảm sau vài tuần, ho lâu ngày trở nên tồi tệ hơn, nhiễm trùng phổi, ho ra máu. Tháng 7 năm 2023, chính phủ Anh đã ký thỏa thuận với BioNTech để cung cấp liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư trúng đích cho 10.000 người vào năm 2023. Lợi ích của rau bắp cải với người bệnh tiểu đường. Thứ nhất là giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Không chỉ chứa ít carb, bắp cải còn chứa nhiều thành phần chống oxy hóa như là anti-hyperlipidemic, có tác dụng ngăn ngừa khả năng hấp thụ đường vào máu và tăng độ nhạy của insulin. Chính vì vậy, sử dụng bắp cải sẽ giúp người bệnh tiểu đường hạn chế biến động và giữ chỉ số đường huyết trong phạm vi an toàn. Thứ hai là giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Trong bắp cải tím có chứa các hợp chất anthocyanin giúp cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể. Nhờ vậy, ăn bắp cải tím giúp người bệnh tiểu đường giảm được những biến chứng tim mạch nguy hiểm. Thứ ba là giúp giảm nguy cơ huyết áp cao. Trong 89 gram bắp cải trắng thông thường, có chứa 151 mg kali. Khoáng chất này sẽ giúp giảm tình trạng huyết áp cao ở người bệnh tiểu đường. Thứ tư là hỗ trợ giảm cân. Trong 89 gram bắp cải, chỉ chứa 22 kcal và chứa 1,1 gram protein. Lượng calo thấp nên ăn bắp cải sẽ không gây tăng cân, cùng lượng protein tương đối giúp tạo cảm giác no lâu để người bệnh duy trì cân nặng hợp lý. Người bệnh tiểu đường ăn bao nhiêu bắp cải là phù hợp? Dù tốt cho người bệnh tiểu đường, nhưng bắp cải vẫn chứa một số carb nhất định, 5,2 gram carb trong 89 gram bắp cải. Theo khuyến cáo, người bệnh tiểu đường khi bổ sung 20-50 gram carb mỗi ngày sẽ có tác dụng giảm tỷ lệ đường trong máu xuống đáng kể. Do đó, người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn một phần bắp cải nấu chín hoặc là hấp khoảng 100-150 gram mỗi ngày là phù hợp. Người bệnh tiểu đường có 3 dấu hiệu này không nên ăn rau bắp cải. Người có vấn đề về tuyến giáp. Trong bắp cải có chứa hoạt chất goitrin, một chất chống oxy hóa gây ức chế chức năng của tuyến giáp, làm tình trạng bệnh tuyến giáp trở nên nghiêm trọng hơn. Do đó, người bệnh tiểu đường mắc tuyến giáp nên hạn chế rau bắp cải trong thực đơn hàng ngày. Người bị suy thận nặng, bắp cải là thực phẩm có chứa hàm lượng kali cao, có 151 mg kali trong 89 g bắp cải. Nếu ăn nhiều bắp cải, lượng kali hấp thụ vào cơ thể lớn có thể khiến cơ tim bị giãn và mềm, tạo nhịp tim bất thường, kèm theo yếu cơ, liệt cơ. Ngoài ra, người bệnh có thể dễ bị tiêu chảy, đái đêm. Người đang dùng thuốc loãng máu, một số người bệnh được chỉ định sử dụng warfarin, loại thuốc có tác dụng làm chậm quá trình đông máu, trong khi đó bắp cải chứa một lượng vitamin K với công dụng giúp đông máu, dẫn đến giảm hiệu quả của thuốc.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận ở phía dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!